Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi trò chơi Saiyan Prince ha. Đây là cái video thứ 32 của mình về trò chơi này. Vâng, mình sẽ chơi, đầu tiên mình sẽ chơi chế độ là Tournament. Và cái nhân vật được lựa chọn để chiến đấu thì các bạn thấy đó, thằng Sơn sẽ chọn thằng Goku bình thường thôi. Vâng, bây giờ thì nó sắp cho mình cái trận đầu tiên là đấu với thằng Trump nè. Thầy, vô kém gì thầy, vô nhỉ, được lắm, ok, chỉ là mày, chấm mặt kiếm là sao đâu, không sao đâu, được lắm chứ. Bây giờ ta sẽ gồng lên và xử lý ngắn ngắn chấm hạt mà, ok, một quả vô được, Châu. Trời ơi, dữ vậy. Bắn cái gì? Đứt. Vâng, dính đầu. Trời ơi. Dính đầu. Ăn đầu. Liên tục được ăn đòn qua rồi bạn sẽ hạ ra hàng chân dòng phải rồi cứu nè đấy vô ghê nhỉ, kém nè xong thế rồi là giải si quyết xong em này. Vâng, và trận tiếp theo để coi nó cho mình nhân vật nè. Wow, Vita, trời ơi, một quả là cháu dính đòn. Nào bây giờ thì tiếp tục. Cái gì vậy? Cái gì? Đấy, Vita, đừng có mà sốc với tao, giỡn nha. Giỡn mặt hả mày? Sâu đứt nè. Thấp kìa. Trời ơi. Khi ta. Thôi trời. Khi ăn trưởng. Bây giờ thì sao mày hả mày? Wow. Ấy á, còn một tí máu nữa thôi. Nhảy lên, như thế nào để ta xử nó luôn. Hi trời, đánh hoài đấm khó trời. Kiểu là cứu như thế, thật đích. Xong. Và thế là xong. Bây giờ các bạn ta sẽ tiếp tục trận đấu tiếp theo nó chọn ha. Rồi cái trận cuối cùng của tournament thì nó lại cho kéo với mình với hàng sale. Thôi được, thôi sale hả? Trời ơi. Bây giờ ta sẽ biến thành Super Saiyan 2 và Super Saiyan để đấu với nó. Rồi, chơi luôn. Hạng 3 luôn. Ôi trời ơi, Saiyan 3 mình sử dụng lại. Gió, đỉnh đòn. Trời, ái ôi, dữ. Mày hơi lắm. Đức rồi. Giờ sao? Một con rồng. Đức. Thì. Quay. Trốn rồi. Chết chưa hình sao. Cho mà biết mười rồi.
khủng luôn nha. Xóa nữa hả? Xóa nè, xóa nè. Ôi dồi dồi. Xóa đầu của ta, xóa đầu của ta. Xóa. Khủng. Bây giờ chơi first shoot mà. Thì bây giờ first bây giờ chọn thằng Let Goku chơi nè. Đó. Let Goku sẽ đấu với Goku. Chau. Trời bị bắn ta tôi kìa. Vậy thì sao? Nâng cấp sức mạnh. Giờ biến thành Goku Super Saiyan 3 luôn đó hả? Được lắm. Yeah, đúng đầu. Được nè. Cho nè, ok. Khủng khiếp nha. Trận chiến khủng khiếp. Yeah. Ôi trời. Sao có mình có làm thương ta. Ôi trời. May. Wow. Và bạn đã sắp tiêu tên rồi. Máu của bạn cũng không được còn bao nhiêu nữa thì bạn phải ngủ thôi. Trời, bắn hoài. Đúng rồi. Chưa đó. Ô, trời, cửa nó đẹp. Thật nhẹ. Vậy chưa. Xong. Ngay tiếp tục mà trận tiếp theo thì sẽ là Goku đấu với Goku Super Saiyan Blue. Nó sẽ đấu với một cái nhân vật khác, ví dụ như là đây hàng Goten. Đây Goten. Ok. Wow. Mời. Xin mời. Thiên đấu nào. Ok. À, đúng đầu. Đang đây. Sì. Cảm ơn mình. Không sao cả. Cả. Đấy. Cái cảm kìa, trời ơi, cảm ngoại cảm nè. Giỡn với ta sao? Trời ơi, kém quá vậy. Trời mày chết. Trời ơi, trời. Wow, cái kìa. Đúng rồi. Trời ơi. Thật không ngờ tao lại đúng cái đầu đó không đi. Mày cũng sắp ngẫm rồi. Ta sẽ cho người tạm biệt luôn nè. Đi à. Áo. Giỡn hả mày. Ôi ngẫm thổi. Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục một trận nữa nè. Một trận nữa đi. Để xem cái mình đang nhân vật nào đây. Thằng Gohan này sẽ đấu với Goku Super Saiyan 4. Hi, trời. Thế mà tôi chưa đấm mẹ đấu đập sình con. Ý trời ơi, ở đó mà đánh sao.
Úi trời, dữ vậy, quá dữ, quá dữ. Ừ, ok đi. Ok. Đói biết mùi ta chưa, trời ơi, ở đó nó sẽ ngon lành. Wow, cái gì vậy? Nó cũng còn chấm ăn đời khác nữa. Đức, Đức, ngắm.